Thưa quý vị, thưa các bạn, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền kinh tế phát triển năng động và ổn định, Mỹ Latin đang dần trở thành khu vực thị trường hấp dẫn đối với thế giới, trong đó có Việt Nam. Để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ Latin, Bộ Công Thương đã tăng cường kết nối trao đổi, cung cấp thông tin về thị trường cho doanh nghiệp hai bên, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm, khảo sát, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 đến 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Theo số liệu của Bộ Công Thương, hiện nay kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ Latin đạt 13,5 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Việt Nam đã có một số dự án đầu tư tại thị trường này với số vốn lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thị trường Mỹ Latin chưa thực sự mặn mà bởi khoảng cách địa lý xa xôi, chưa có tuyến vận tải hàng hóa và sự khác biệt về ngôn ngữ. Có hai cái khó khăn chính mà theo cái nhận định là từ phía góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhận thấy là thứ nhất là cái thị trường Mỹ Latin nó khá xa so với Việt Nam. Khi mà chúng tôi xuất khẩu từ Việt Nam sang bên Mỹ Latin, cụ thể là Argentina thì phải mất 2 tháng. Cái khó khăn thứ hai là bên Mỹ Latin họ có những cái hiệp định để họ bảo hộ. Bên các nước Mỹ Latin thì đa số là họ dùng cái tiếng Tây Ban Nha, trong khi thì với người Việt Nam chúng ta thì đa số thì lại dùng tiếng Anh nhiều hơn. Theo tôi thì là các doanh nghiệp ở Việt Nam muốn sang bên Mỹ Latin để xúc tiến thương mại, để đầu tư thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ những cái thủ tục chính sách của nhà nước, của các cái nước Mỹ Latin, cũng như bên cạnh đấy là chúng ta phải làm sao mà tìm hiểu được cái văn hóa, phong tục, con người của châu Mỹ Latin. Thì tôi tin tưởng rằng là với cả cái hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, với cả hỗ trợ của các bộ ngành, đặc biệt như là Bộ Công Thương, thì chúng ta hoàn toàn có thể có những cái cơ hội lớn. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả 33 quốc gia trong khu vực thị trường Mỹ Latin, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 20 lần, từ 245 triệu đô la Mỹ năm 2000 lên 3,95 tỷ đô la Mỹ năm 2010 và đạt mức 13,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực này đạt trên 7,9 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu gần 5,6 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này chủ yếu là giày, dép, gạo, dệt may, cà phê, cao su, nhựa và nhập khẩu các sản phẩm như là thức ăn gia súc, phôi thép, kim loại thường, nguyên liệu da giày, dệt may, bông, sản phẩm hóa chất. Những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam ở Mỹ Latin gồm Brazil, Mexico, Panama, Chile, Cuba. Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, Việt Nam đã có một số dự án đầu tư tại Mỹ Latin như là các dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại Peru, dự án phát triển mạng viễn thông ở Haiti và Peru, sản xuất mì ăn liền ở Brazil. Và tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đầu tư của các nước Mỹ Latin sang Việt Nam vẫn còn hạn chế. Tuy cách xa về địa lý, song Chile luôn coi Việt Nam là những người bạn gần gũi, đoàn kết và hữu nghị. Chúng ta đang đứng trước cơ hội to lớn để phát triển kinh tế xã hội. Tôi thấy cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến thương mại sang khu vực Mỹ Latin để cân bằng cán cân thương mại và hướng tới sự phát triển thị trường đồng đều trong những năm tới. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam, các nước Mỹ Latin nói chung, nước Cộng hòa Peru nói riêng đã và đang được mở rộng và phát triển. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, việc chia sẻ trao đổi sẽ góp phần tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ Latin theo hướng bền vững. Mỹ Latin là thị trường có dân số đông, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa cho sản xuất và tiêu thụ ở mức cao. Đặc biệt, thị hiếu của phần lớn người tiêu dùng vẫn ưa chuộng hàng nhập khẩu, phù hợp với hàng hóa của Việt Nam. Bên cạnh đó, hàng hóa hai bên lại có tính bổ sung cho nhau, cộng thêm việc các nước Mỹ Latin có chính sách kinh tế hướng về châu Á, trong đó có Việt Nam cùng những ưu đãi từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Chile, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là những điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường này. Thị trường Mỹ Latin là một cái thị trường hết sức là tiềm năng, những cái hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam thì thị trường này lại đang rất là có là nhu cầu. Trong thời gian vừa qua là cái kim ngạch của Việt Nam với các nước Mỹ Latin mặc dù có cái sự tăng trưởng có thể nói là cũng rất là tốt, tuy nhiên nó chưa tương xứng với tiềm năng của cả Việt Nam cũng như là các nước ở Mỹ Latin. Chính vì vậy là trong thời gian tới thì Việt Nam chúng ta cần phải có cái sự tiếp cận là bài bản cũng như là mạnh mẽ hơn
Về phía chính phủ thì chúng tôi sẽ cố gắng cùng với các bộ ngành thực hiện theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Đó là cái việc là tiến hành ký kết các cái hiệp định thương mại tự do với các nước Mỹ Latin, các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng cần phải có sự quyết tâm và đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào cái thị trường này. Bộ Công Thương đã và đang triển khai nhiều hoạt động như là cung cấp cho doanh nghiệp thông tin thị trường, nhu cầu và xu hướng tiêu dùng, chính sách thương mại, đầu tư của các nước khu vực Mỹ Latin, đưa ra các khuyến nghị và giải pháp để doanh nghiệp có định hướng, kế hoạch xúc tiến thương mại và phát triển thị trường phù hợp, đồng thời thúc đẩy hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước Mỹ Latin thông qua các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối giao thương, thiết lập quan hệ bạn hàng, tạo kênh đối thoại, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp để lắng nghe rào cản và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng thị trường sang khu vực Mỹ Latin, từ đó xây dựng chính sách và định hướng phát triển thương mại, đầu tư phù hợp, trong đó có mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí, viễn thông và nông nghiệp.